này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt pháp không quên mất chẳng tư duy phân biệt tánh luôn luôn xả chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không quên mất chẳng tư duy phân biệt tướng của tánh luôn luôn xả chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không quên mất chẳng tư duy phân biệt tánh của tánh luôn luôn xả là vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt trí nhất thiết, chẳng tư duy phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng tư duy phân biệt tướng của trí nhất thiết, chẳng tư duy phân biệt tướng của trí, thiết, tư tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng tư duy phân biệt biệt tánh của trí nhất thiết chẳng tư duy phân biệt tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tất cả pháp môn đà la ni, chẳng tư duy phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả pháp môn đà la ni, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp môn đà la ni, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp môn tam ma địa là vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt quả dự lưu chẳng tư duy phân biệt quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng tư duy phân biệt tướng của quả dự lưu chẳng tư duy phân biệt tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng tư duy phân biệt tánh của quả dự lưu chẳng tư duy phân biệt tánh của quả nhất lai bất hoàn a la hán là vì sao vì quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt quả vị độc giác chẳng tư duy phân biệt tướng quả vị độc giác, chẳng tư duy phân biệt tánh của quả vị độc giác là vì sao? Vì quả vị độc giác chẳng thể nghĩ bàn, này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng tư duy phân biệt tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng tư duy phân biệt tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là vì sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu